Hướng dẫn sử dụng máy may Gian Ôm GW560. Trước tiên thì chúng ta sẽ kết nối máy với nguồn điện 110. Nó sẽ qua một cái cục đỡ nguồn, không được cắm trực tiếp vô điện nhà mình. Công tắc nguồn bên hông chúng ta mở lên. Rồi, để sử dụng máy thì chúng ta sẽ xỏ chỉ vào máy. Chúng ta đánh suốt chỉ sang chỉ từ ống chỉ sang con suốt. Con suốt chúng ta cắm lên đồ đánh suốt. Ống chỉ chúng ta bỏ vào cọc chỉ, cài nó lại. Và chúng ta cài nó vừa thôi, có thể xoay được, đừng cài chặt. Rồi từ ống chỉ chúng ta kẹp vào cái đồng tiền đánh suốt, quấn vô con suốt theo chiều kim đồng hồ. Gạt cái đồ đánh suốt này qua phía tay phải, bấm nút khởi động. Đây là nút khởi động. Chỉ sẽ được sang từ ống chỉ sang con suốt. Khi mà đủ rồi chúng ta bấm nút khởi động một lần nữa, nó sẽ dừng. Gạt lại cái đánh suốt qua phía tay trái để cho máy nó hoạt động. Chúng ta lấy ra, chúng ta sẽ bỏ suốt vào trong máy. Suốt có chỉ rồi, để bỏ suốt hoặc là xỏ chỉ trên, chúng ta nhấc chân dịch lên. Bước này rất là quan trọng. Đây, nhấc chân dịch bằng cái cần ở bên hông phía tay phải, nhấc lên, gạt ngang qua phải, mở nắp, kéo cái ngà màu đen, nó sẽ bật nắp lên. Chúng ta lấy ra, lấy suốt ra. Suốt có chỉ thì chúng ta lưu ý khi bỏ vào, chúng ta phải chú ý nó có vẽ một cái hình ở trên cái nắp. Sợi chỉ con suốt chúng ta sẽ bỏ vào, sẽ để sợi chỉ ngược chiều kim đồng hồ như thế này, không được để thuận chiều kim đồng hồ. Chiều này là sai, chúng ta lật lại ngược chiều kim đồng hồ, bỏ vào và kéo cái sợi chỉ này suốt này vào cái rãnh. Đây có một cái rãnh ngay cái đuôi mũi tên, kéo vào để ra sau. Chúng ta đậy nắp lại. Nhớ chúng ta phải kéo vào rãnh nha, không thôi chỉ nó sẽ nổi lên trên rất là xấu. Rồi xỏ chỉ trên, trước khi xỏ chỉ trên cũng kiểm tra cái chân dịch phải nhấc lên, bước này rất quan trọng luôn. Rồi không xỏ vào đồng tiền đánh suốt nữa mà kéo từ đằng sau. Rồi đi theo sơ đồ mũi tên. 3 số 4 là móc vô cái cò, nhưng mà khi chúng ta không thấy cái cò, chúng ta xoay vô lăng cho cái cò nó đi lên. Đó. Rồi móc vô cò từ bên phải và bên trái. Số 5 đi thẳng xuống, móc vào một cái chi tiết ở trên kim từ đằng sau ra. Rồi tới đây chúng ta sẽ hạ chân dịch xuống. Chúng ta có thể test sợi chỉ để chúng ta biết rõ đúng là khi mà nhấc chân dịch thì kéo sợi chỉ rất là nhẹ. Hạ chân dịch xuống là sợi chỉ sẽ được kẹp chặt lại là đúng. Rồi xỏ vô kim bước cuối cùng từ trước ra sau. Thì máy Gian Ôm này nó sẽ có hỗ trợ một cái đồ xỏ chỉ tự động. Để sử dụng được cái đồ xỏ chỉ tự động này thì chúng ta phải quay kim, vị trí kim này nằm ở vị trí cao nhất. Rồi tay phải chúng ta cầm sợi chỉ, tay trái kéo đồ sợi chỉ tự động hết cỡ xuống. Đưa sợi chỉ, móc vô bên trái đồ sợi chỉ. Đưa sợi chỉ, đụng vô đồ sợi chỉ. Đụng vô mũi kim, kéo lên. Thả nhẹ hai tay cùng một lúc, chỉ sẽ được móc qua lỗ kim. Chúng ta rút đằng sau. Rồi đến đây chúng ta sẽ móc sợi chỉ suốt ở dưới lên. Bằng cách tay trái chúng ta cầm sợi chỉ trên, không cầm chỉ dưới. Cầm sợi chỉ trên vừa thôi, không chặt cũng không lỏng. Tay phải chúng ta bấm út nút lại mũi một lần. Một lần thôi. Rồi. Là chỉ sẽ được móc lên. Rồi chúng ta nhấc chân dịch lên, nhét hai sợi chỉ ra phía sau, phía dưới và đằng sau chân dịch. Chúng ta bỏ vải vào may. Rồi đây là nút khởi động may.
Đây là nút loại mũi. Đây là cần gạt tốc độ. Đây là độ căng chỉ. Đây là thưa dày mũi chỉ. Và đây là nút chọn mẫu may. Chúng ta sẽ dặn chọn những cái mẫu may ở trên này. Rồi, đây mình đang chọn mẫu cơ may cơ bản. Rồi, bấm nút thả ra là nó sẽ may. Đây máy may tự động. Lại mũi. Rồi bấm dừng. Ta chọn mẫu khác. Ví dụ như dít dắt. Rồi, thì lưu ý trên máy này nó có hai cái mẫu, nó đòi hỏi cái độ thưa dày. Mẫu 10, 11 nó đòi hỏi cái độ thưa dày mũi chỉ. Nó phải nhỏ hơn 1 thì nó mới chạy ra được. Những mẫu này nó rất nhặt hoặc là mẫu lầm khuy. Còn những mẫu khác chúng ta cứ chỉnh thưa dày tùy ý sao cho đẹp, mình ưng ý thôi. Theo máy thì nó sẽ có một bộ tiêm dịch. Trước tiên để tháo chân dịch ra thì chúng ta nhấc chân dịch lên. Chúng ta ấn vào cái cần đằng sau này, ấn lên. Ấn lên nó sẽ rớt chân dịch ra. Thì chân dịch nào nó cũng sẽ có một cái thanh ngang như thế này. Chúng ta chỉ việc đưa cái thanh ngang nó đúng vô, khớp vô cái ngàm và hạ cái cần chân dịch xuống là nó sẽ dính vô. Rồi, chân dịch theo máy thì nó có một bộ như thế này. Chân chữ E là chân để tra dây kéo. Tra dây kéo thì chúng ta bắt buộc phải xài đường may số 2 đối với máy này nhé. Bắt buộc xài đường may số 2. Chân chữ C là chân giả vắt sổ. Thì trên đây nó có số 12 dùng để giả vắt sổ. Chúng ta có sử dụng thể sử dụng chân chữ C này với số 12 để giả vắt sổ. Hoặc chúng ta có thể xài số 6 cũng được nha. Chữ G dùng để may biên, may mí, nó có một cái biên chỉnh biên ở trên này. Chúng ta sẽ tựa được cái biên vải và chúng ta may cho nó đều biên. Hoặc là cái ứng dụng của nó là lai ẩn. Lai ẩn thì sử dụng nó may với cái mẫu số 7, đây có chữ G. Rồi chân chữ R là để làm khuy. Thì đây mình sẽ làm khuy luôn. Làm khuy, ngỗ khuy cũng vậy, độ thưa dày phải nhỏ hơn 1 ngay cái khuy luôn. Rồi cái độ dài của cái khuy này thì nó sẽ bằng cái hộp nút mình thả vào đây. Đây mình có một cái hộp nút. Thả hộp nút vào đây. Đẩy sát hộp nút. Nó sẽ làm bằng cái đường kính hộp nút này. Chúng ta thay chân dịch vào. Cũng hạ vào cái thanh đó. Rồi để làm khuy thì phải kéo cái cần khuy ở phía tay trái này. Kéo xuống hết cỡ luôn. Và nó nằm giữa hai cạnh chân dịch như thế này. Không được để sai nha. Rồi chúng ta bỏ vải vào. Rồi bấm nút, nó sẽ tự chạy ra một cái khuy. Kết thúc cái khuy nó sẽ tự dừng. Và chúng ta đợi nó dừng hẳn. Đây là cái khuy. Và muốn làm cái khuy kế tiếp á, thì chúng ta đẩy tới vị trí tới kế tiếp. Và chúng ta dặn cái nút chọn mẫu. Đây nút chọn mẫu. Chúng ta dặn nhẹ cái nút chọn mẫu đến khi nghe tiếng cạch. Okay. Đó. Và chúng ta trả lại mẫu khuy. Nó sẽ trả lại cái vị trí ban đầu và tiếp tục bấm nút thì nó sẽ ra một cái khuy mới.